Sáng 17 tháng 6, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, Cảnh sát Giao thông thuộc C08 và Cảnh sát Giao thông các đơn vị địa phương trong cả nước bắt đầu triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới, thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ. Theo kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn. Sáng 17 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức họp báo Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, mặc dù đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến quá trình tác nghiệp báo chí, nhưng số lượng tác phẩm gửi về dự giải năm nay là 1.911 tác phẩm, ở mức cao thứ hai trong các mùa giải báo chí quốc gia. Trong số 152 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải khuyến khích để trao giải. Để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 được tổ chức vào tối thứ Ba ngày 21 tháng 6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em 6 tháng đầu năm 2022. Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 6 Mai Xuân Việt nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị quận tiếp tục quan tâm, phải hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn trong công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung mọi nguồn lực để làm tốt công tác này hơn. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ cấp quận đến cơ sở, các tổ chức cá nhân có liên quan, đồng thời là trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và xã hội. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cho biết, trong những tháng đầu năm 2022, tại quận có 2 trường hợp bạo hành xâm hại trẻ em được phát hiện xử lý kịp thời. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu không có giải pháp can thiệp hiệu quả, thì những vụ việc tương tự có thể xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn. Tại hội nghị, lãnh đạo quận 6 đã chứng kiến lễ ký cam kết của 14 phường trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Dịp này, quận 6 cũng đã dành những phần quà gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sáng 17 tháng 6, tại nhà văn hóa xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê, người bị khởi tố bắt giam oan trong vụ án giết người cách đây hơn 40 năm. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nhằm phục hồi danh dự và những tổn thất cho gia đình ông Võ Tê, người bị bắt giam oan trong vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra ngày 31 tháng 7 năm 1980 tại thôn 3 xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải, nay là tỉnh Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức công khai xin lỗi đối với gia đình ông Võ Tê. Tại buổi xin lỗi, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp của tỉnh Bình Thuận đã nhận thấy được đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ thời điểm đó gây ra. Do vậy, các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân gửi lời xin lỗi tới gia đình ông Võ Tê, mong gia đình tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi này. Sáng 17 tháng 6, Công an Khánh Hòa đã khởi tố ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa, Trần Quốc Huy, 41 tuổi, trưởng phòng tổ chức hành chính trung tâm này, cùng về tội vi phạm các quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Dõng bị tai nạn, đang điều trị nên được cho tại ngoại, còn Trần Quốc Huy bị bắt tạm giam. Hai người này bị xác định đã vi phạm các quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua sắm trang thiết bị y tế và kit xét nghiệm Covid-19. Việc mua kit xét nghiệm được thông qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học Hợp Nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh, mức giá mua từ 367.500 đồng đến 509.250 đồng một kit. Ngày 17 tháng 6, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thùy Duyên, 25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 13 tháng 6, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thùy Duyên khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Theo tài liệu điều tra, Duyên khai nhận lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Đê, 37 tuổi, trú tại huyện Can Lộc từ trước. Duyên nói dối rằng cha đã chết, để lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho Duyên. Duyên bị chuyện cần tiền để làm các thủ tục với ngân hàng để rút tiền ra. Để tạo niềm tin cho anh Đê, Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại, chuyển cho anh Đê qua mạng xã hội Facebook. Do cả tin, anh Đê đã 16 lần chuyển tiền cho Duyên với số tiền hơn 185 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Sáng 17 tháng 6, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ nồi hơi làm nạn nhân nữ 36 tuổi, ngụ phường Bửu Long tử vong, nhiều căn nhà bị hư hại. Theo thông tin ban đầu, vào tối 16 tháng 6, nạn nhân đang làm bánh cuốn thì đồng hồ hơi của nồi làm bánh bị tắt không sử dụng được, nên chị đã điện thoại cho người nhà về kiểm tra. Sau đó người dân nghe tiếng nổ rất lớn, rung chuyển cả khu vực nên vội vàng chạy ra bên ngoài. Hàng xóm phát hiện nơi xảy ra sự việc là nhà nạn nhân, chiếc nồi hơi cao khoảng 80cm, đường kính 60cm phát nổ. Sau đó bay lên cao rồi rơi xuống nhà hàng xóm cách đó khoảng 50m và làm sập nóc nhà. Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ bị đổ sập và ba căn nhà liền kề cũng bị đổ sập tường, nhiều đồ vật hư hỏng nặng. Ngày 17 tháng 6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xác nhận thông tin ông Lê Hùng Dũng, nguyên chủ tịch VFF đã qua đời ở tuổi 68 tại nhà riêng. Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại Chợ Mới, An Giang. Ông từng là phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa 5 2005-2009 và khóa 6 2009-2013. Cuối năm 2013, ông giữ vị trí quyền chủ tịch VFF thay ông Nguyễn Trọng Hỷ xin rút lui. Đến đại hội VFF khóa 7 năm 2014, ông được bầu làm chủ tịch VFF với 96,7% số phiếu. Trước đó vào năm 2008, ông đã được bầu chọn làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2008-2012. Trong giai đoạn làm lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu vô địch AFF Cup năm 2008. Ông cũng từng góp sức đưa đội tuyển Olympic Brazil, câu lạc bộ Arsenal, câu lạc bộ Man City sang Việt Nam thi đấu.